Xin chào tất cả quý vị và các bạn, mời các bạn xem thông tin cập nhật giá tôm ngày hôm nay. Trang thông tin thủy sản kính chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả. Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ở khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu như sau: 20 con lớn 190.000 đồng, 20 con nhỏ 180.000 đồng, 25 con lớn 140.000 đồng, 25 con nhỏ 130.000 đồng, 30 con lớn 112.000 đồng, 30 con nhỏ 110.000 đồng, 40 con 99.000 đồng, 50 con 90.000 đồng. Giá thu mua tôm sú và tôm thẻ oxy ưu tiên ao bạc ở tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng như sau: giá tôm sú oxy 20 con 220.000 đồng, 30 con 160.000 đồng, 40 con 130.000 đồng, 50 con 110.000 đồng, 60 con 95.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy như sau: 20 con 190.000 đồng, 25 con 135.000 đồng, 30 con 114.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy luộc màu như sau: 50 con 100.000 đồng, 60 con 95.000 đồng, 70 con 90.000 đồng. Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang như sau: 20 con 185.000 đồng, 25 con 135.000 đồng, 30 con 110.000 đồng, 40 con 97.000 đồng, 50 con 92.000 đồng, 60 con 88.000 đồng, 70 con 87.000 đồng, 80 con 85.000 đồng, 100 con 81.000 đồng. Có xem màu bắc ngang các size.